Thùy Vy. Hello Phước Sưởng. Rất là vui chị em mình được đồng hành một chuyến đi rất là vui, và mình tìm hiểu được rất là nhiều cái địa điểm đẹp tại Phú Quốc và một cái cơ hội đầu tư bất động sản tại Phú Quốc, không Thùy Vy? Rất là nhiều cái thông tin về bất động sản Phú Quốc. Đúng rồi. Và cũng như là những cái dịch vụ, những cái việc là mình đi nghỉ dưỡng thế nào ở Phú Quốc để mà rẻ nhất và ăn ngon nhất và gọi là enjoy và chơi tất cả các trò chơi và chơi casino luôn. Yeah. Quá tuyệt vời. Nói đến Phú Quốc là không còn cái gì để nói hết. Những cái loại hình ăn chơi, nghỉ dưỡng, đầu tư bất động sản và tất cả mọi thứ trong một cái hòn đảo gọi là hòn đảo ngọc đó, mang tất cả những cái giá trị như vậy. Thì trong video ngày hôm nay, Phước Sửu và Thùy Vy sẽ cùng review, đánh giá lại cho quý anh chị nắm được một vài cái thông tin bổ ích về cái thị trường Phú Quốc để cho mọi người nắm rõ đó. Thì chị Thùy Vy ngày hôm nay, sau cũng vài ngày là mình đã đi tìm hiểu và dắt khách tham quan về thị trường bất động sản, thì khi chị Vy đánh giá cái thị trường bất động sản là có màu mỡ và năm 2022 là một cái tâm điểm đầu tư cho khách hàng hay không? Thì theo Vy thì Vy thấy là đối với những thị trường mà đã hình thành từ những như Đà Nẵng với lại Nha Trang này, thì thị trường Phú Quốc rất là thị trường mới. Thì ở đây còn rất là nhiều tiềm năng cho việc là mình khi mà đầu tư bất động sản, và cái giá trị nó sẽ tăng lên nhiều. Vậy hả? Đúng rồi đấy chị Vy. Với lại thêm nữa là Vy sau khi là Vy trải nghiệm cái chuyến đi này thì Vy thấy được rằng mình là cái thiên nhiên và môi trường ở Phú Quốc, đặc biệt là những cái bãi biển ở đây cực kỳ là sạch, cực kỳ là đẹp luôn. Rất là chiêu phải không? Thì nói đến bất động sản á, khi mà mình đầu tư vào một khu vực thì mình phải quan trọng nhất ở cái chuyện là cái khả năng là có thể đến đây được không? Bởi vì đó là cái tiêu chí để mà làm cho bất động sản ở đây có thể là sinh sôi, có thể là phát triển được hay không. Là vẫn là cái vấn đề cảm xúc của khách hàng khi họ đến đây, họ có thể quay trở lại nữa. Đà, đúng rồi. Thì nói đến cái đó là nói đến cái tiềm năng đột phá trong tương lai của Phú Quốc đông vị. Nói đến Phú Quốc là một hòn đảo rất là đẹp. Khi trước là khách hàng đi mình có đầu tư đó chị Vy, thì họ thường chọn đó là Nha Trang nè, nhưng mà gần đây là Phú Quốc thì đánh giá là một cái thị trường tiềm năng đột phá rất là mạnh trong tương lai. Thì theo chị đó là những cái đặc thù và quỹ đất, hoặc là những cái hình thù, hoặc là những cái địa hình như thế nào của Phú Quốc mà giúp cho Phú Quốc được là nhiều khách hàng lựa chọn? Thì mình thấy là Phú Quốc là một cái thành phố có quỹ đất hạn chế nên không thể mở rộng, dù cho dân số tăng từng ngày, nhưng đồng thời ở đây lại có một cái lợi thế để tăng giá trị bất động sản cao, đó là điển hình là như giống như Singapore, thì giá nhà đất thì không ngừng tăng khi mà cái là đất khó sở hữu đó. Bởi vì hiện tại thì cái phần đất mà đất thuộc về biển á, nó đã rất là hiếm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà biển đẹp như Phú Quốc thì càng hiếm hơn. Dạ. Nói đến chị Vy thì em nói đến cái đặc thù của Phú Quốc, đi Phú Quốc vẫn có đồi, vẫn có núi, vẫn có sông, vẫn có những suối, cái cánh rừng vẫn nhân tạo luôn. Và đặc biệt ở đây là một cái kho tàng nước ngọt rất là nhiều. Đúng. Cho khách hàng và cho quý cư dân và cho tất cả mọi người dân sinh sống ở đây có một nơi an cư lý tưởng và lâu dài. Đó là một cái nguồn tài nguyên quý hiếm. Rồi, nói về cái tiềm năng được thúc đẩy nhờ cơ chế chính sách của nhà nước đó, thì chị Phi thấy là Phú Quốc sắp tới sẽ có một cái tâm điểm như thế nào? Phú Quốc sẽ là một cái thành phố đầu tiên tại Việt Nam mà chủ doanh nghiệp được chính phủ hỗ trợ thuế trong 5 năm đầu tiên, đồng thời là được giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Chính vì điều này đã thu hút các doanh nghiệp về đầu và du lịch khắp cả nước đầu tư vào Phú Quốc. Wow, quá tuyệt vời. Nói đến Phú Quốc, thành phố Phú Quốc là một cái thành phố đặc khu và nó có tất cả những cái tiềm năng để cho khách hàng đầu tư, phải không? Rồi, nói đến những cái chính sách như vậy thì sẽ nghĩ đến về cái vị trí địa lý và những cái cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư sắp tới cho Phú Quốc. Thì chị có thể điểm qua một vài cái cơ sở hạ tầng và những cái công trình và những cái dự án mà Phú Quốc đang triển khai và bán cho khách hàng được hay không? Cơ sở hạ tầng thì mình thấy được là hạ tầng giao thông kết hợp đường không, đường thủy, đường bộ với sân bay quốc tế Phú Quốc cùng với hệ thống đường thủy phát triển kết hợp cho việc giao thương, kinh doanh, buôn bán và du lịch. Rồi, nói đến Phú Quốc thì được đầu tư
chị thấy như hồi là lúc chiều hai chị em mình đi vào cái con đường của Vin mà để đầu tư, phải không? Thì Vingroup được đầu tư rất là bài bản, theo dọc hai con bên đường là những cái dãy shop house rất là đẹp. Thì đó theo là mang thấy có phong cách Địa Trung Hải đó chị. Đó là bắc của Bắc Phú Quốc và Bắc Nam Phú Quốc, Bắc đảo và Nam đảo. Rồi. Thì Nam thì đảo thì có ai nhỉ? Nam đảo thì mình Mayhome. Tuyệt vời. Sunroof. Tuyệt vời chị, đúng rồi. Hai cái dạng đó là có một Vinhome. Tất cả những cái chủ đầu tư lớn của Việt Nam đều tập trung vào đây để mà phát triển cái hòn đảo này. Đúng rồi. Nói về Phú Quốc, nói đến những dạng lớn như vậy, những đến là điều kiện thời tiết và tự nhiên như thế nào mà nó đem đến cho Phú Quốc một cái tầm nhìn lớn và nhiều chủ đầu tư là họ được lựa chọn. Thì đó mình cũng nhắc lại cái là lúc nãy mình nói đó, là Phú Quốc á, là nó được cái thiên nhiên ưu đãi cho một cái bầu không khí trong lành và thoáng đãng. Nơi đây là sở hữu cái đường bờ biển dài 150 km cùng với nhiều bãi biển đẹp như bãi Trường, bãi Sao, bãi Thêm. Trong đó không chỉ vậy, Phú Quốc còn đây rồi 63% là cánh rừng nguyên sinh chưa được khai phá, cảnh thực vật phong phú. Quá tuyệt vời, đúng không? Nói đến Phú Quốc là nói đến cơ sở những tự nhiên và cái tiềm năng du lịch bùng phát. Bây giờ đến Phú Quốc thì chúng ta như khi nãy chị em mình rất là ăn chơi và nghỉ ngơi thoải mái và được mua bất động sản với cái giá cực kỳ hấp dẫn và được gọi là chính sách của là ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70-80%. Chính sách của nhà nước cũng ưu đãi luôn. Nên quá tuyệt vời. Đối với Phú Quốc là nó có đầy đủ các cái điều kiện để mà làm cho cái vùng đất này nó trở nên trù phú. Wow, đúng rồi. Không đi đâu xa, khi nãy giờ là Phước Sửu và Thùy Vi đã phân tích rất là nhiều khía cạnh, nhiều cái tiềm năng để cho đẩy cái Phú Quốc lên, giá đất sẽ tăng lên x3, x5, x7 và có thể x10 trong vài năm tới. Còn chần chừ gì nữa, hãy là cùng Phước Sửu và Thùy Vi khám phá những cái dự án x5, x10 là so với những cái vùng đất ở đất liền như là đất này rất du lịch, nên là đi thấy là những cái mảnh đất nó có thể tăng lên. Như là hôm nay á, mình có gặp một cái dự án đầu tư ở Phú Quốc này 20 năm rồi, thì chị đã nói là trong vòng tháng 4 của năm năm ngoái thì mua một miếng đất với giá là 8 tỷ 4 công ở mặt tiền đường, thì sau đó nó khoảng tháng 9 là cái miếng đất nó tăng lên 4.2 tỷ nha các bạn. Wow, quá tuyệt vời đó. Cho nên là đối với lại những cái đất về có một sản du lịch này thì cái mức độ lợi nhuận nó sẽ tăng kép rất nhiều lần. Quá tuyệt vời. Chị Thùy Vi cũng đã đầu tư đây và Phước Sửu thời gian tới cũng đang tìm một số bất động sản ở Phú Quốc này để đầu tư. Thì quý anh chị và khách hàng cùng liên hệ với Phước Sửu và Thùy Vi, thì những bên mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm đầu tư tại Phú Quốc. Ngoài ra thì nếu anh chị muốn có những cái tour trải nghiệm để mà đến cái vùng đất này thì cũng phải liên hệ với các em xét cái tour. Cái tour cho các anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.